nói là mấy anh chị em hay là con cháu thương gì thì quay thời gian nào thôi chứ, phải không con? Cũng còn mấy người cổ nữa, nhưng quay vừa thôi, trời quay có lúc cô cũng ngọt tở chết luôn. Quay gì mà 9:30 quay tới gần 12 giờ ngon rồi, 1 giờ chiều chưa quay giết tới 5 giờ. Thân hình gầy gò chỉ vỏn vẹn 25kg, nhưng đã gần 30 năm qua, bà Hương vẫn sớm hôm bên gánh chè để trang trải cuộc sống cho gia đình, khiến người xung quanh phải ngưỡng mộ. Con hẻm 243A Hoàng Diệu nối giữa đường Nguyễn Hữu Hào và đường số 41 quận 4 là nơi chúng tôi lần tìm đến nhà bà Nguyễn Thu Hương, người phụ nữ chỉ nặng 25kg, mang trên người nhiều chứng bệnh ngặt nghèo, nhưng đầy nghị lực sống và tình yêu thương. 9 năm trước, con trai lớn đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Con trai thứ hai đi làm bảo vệ, đồng lương ít ỏi, không phụ giúp được nhiều cho bố mẹ, nên hai ông bà vẫn tần tảo sớm hôm để duy trì kinh tế gia đình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thế nhưng số phận vẫn không thương xót cho người phụ nữ ốm yếu này, khi bà mang trong mình nhiều căn bệnh về xương, thanh quản, tim, thận. Trong căn nhà có chiều ngang vỏn vẹn 3m2, ông bà cho thuê lại căn gác, còn ở dưới là không gian sinh hoạt của hai vợ chồng già cùng cậu cháu trai. Ngoài chiếc tủ tạp hóa bé bé, chồng bà cũng phụ giúp bằng nghề chạy xe ôm để phụ tiền sinh hoạt trong nhà. Ở cuối con hẻm, có người nhờ ông giữ giúp hai chiếc xe máy, mỗi tháng trả thêm ít tiền. Mấy năm gần đây, chồng cũng yếu dần nên bà Hương trở thành trụ cột chính trong gia đình. Bao nhiêu lo toan đổ lên vai người phụ nữ ấy khiến bà chẳng có thời giờ để nghỉ ngơi. Không ít vị khách ghé vào mua rồi gửi cho bà Hương ít tiền để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên bà không nhận số tiền đó. Mỗi ly chè bà bán với giá 10 đến 15 ngàn đồng thì luôn lấy đủ như mà thôi. Chắc cũng vì vậy mà người ta yêu quý bà. Chưa bao giờ bà than khổ hay mệt mỏi, bởi với người phụ nữ nhỏ nhắn này, ngày nào còn đủ sức khỏe đi khắp các ngã đường, bán từng ly chè, thì ngày đó vẫn còn hạnh phúc. Nhưng có lẽ hạnh phúc lớn nhất của bà lúc này, đó là đứa cháu nội luôn chăm ngoan mà bà luôn mỉm cười khi nhắc đến. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Hương, nhiều mạnh thường quân đã đến hỗ trợ tiền, tặng gạo. Sống trong tình thương của mọi người, cuộc sống của họ phần nào đầy đủ hơn. Cô không biết nói cái gì, cô chỉ muốn sức khỏe cô khỏe là cô đi kiếm tiền, chứ thì cô không muốn nhờ lấy tiền của người ta. Người ta mồ hôi nước mắt xin, không phải xin, người ta nói á cho cô, đừng có nói tiếng mắc nợ gì. Người ta giúp người ta cho, mà cô thấy con người cô nó khó chịu. Cô chỉ muốn là cô tự cô kiếm tiền là cô mừng. Tuy nhiên dạo gần đây, sau khi bài báo đăng tải thông tin có nhiều người đến giúp đỡ bà, cũng có nhiều người đến quay phim đưa tin. Bà Hương luôn sẵn sàng tiếp chuyện, nhưng bà cũng thật lòng chia sẻ, có quá nhiều người làm phiền, thậm chí làm phiền từ 6 đến 7 tiếng đồng hồ một ngày, khiến bà cảm thấy quá mệt mỏi vì bản thân nói năng đã vô cùng khó khăn. Cô bị dây thanh quản bữa nay là cô bị 6 năm rồi, mà có 2 năm nay là bế
chặt nhất. Còn cái tay thì gãy hồi năm rồi. Còn cái sườn tay còn treo kìa. Cô có cái tay nè mọi người. Mọi người nhìn cái tay này. Cái tay sao cô, cái tay khúc chỗ này. Ờ rồi cô. Nè, nó kêu cô bó này. Mà cô không có gì. Khi cô nói thiệt cô, cô nhớt ghê. Cái ông bên đây, ông bị cô dưới lấy dầu nóng, lấy dây quấn lại. Mà cô thiệt cô, trong lúc này cô không nên quấn. Con hiểu cho cô có hoàn cảnh. Nếu bây giờ cô quấn thì ra được. Người ta không hiểu cô. Người ta nói là bắt đầu được nước. Nhà mình để người ta giúp đỡ các anh cô kỳ lắm, cô không trách mà cô biết có nhiều khi cô múc người cha nó giúp cô một cái nước mắt cô tuôn xuống, cô cắn răng cô chịu chồng chứ cô không không có chịu mà bỏ. Dạ, ở xóm như ăn mỗi ngày vậy đó, giờ như đi bán bằng hàng bán đi bán mỗi ngày. Thấy bà khổ quá, muốn cái nhà này 60 triệu một tháng. Như tay chân què quặt với bệnh hoạn phải gắn đẩy chè đi bán. Tội nghiệp bà, mấy cô có gì có giúp đỡ bà được cái gì giúp đỡ. Tội nghiệp bà bán chè ngon lắm. Bà bán chè nào giờ ngon, chứ không có ấy, chứ đi bán gì chứ. 1-2 giờ tối mới về đó. Chè bà ăn nó ngon, mà nó béo, nó ngọt. Giá 10.000 ly. Có người ta, như người ta mua 5.000 mà cũng bán 5.000 mà 10.000 cũng bán là 10.000. Nhiều khi đẩy đi á, còn như tụi chị can còn đường gạt bạn. Đó, đường gạt như là đè tấn bạn lấy tiền bạn.